Chúa ở anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các môn đệ rằng: con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-la-na-ôm, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông lặng thinh. Vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 trong ông lại và bảo các ông rằng: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người vốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé là đặt giữa các ông, người ôm nó và nói với các ông rằng: ai đón nhận trong những người nhỏ trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.